chào mừng các bạn đến channel của Mega TNT. Thì khá là lâu rồi, bây giờ mình mới quay trở lại. Thì hôm nay á, để đáng nói ra là mình nên làm cái thử thách mà cấm dòng bệnh á. Nhưng mà các bạn cũng biết, cuộc sống này á, đôi khi á, cái sự lừa đảo á, nó cũng là một cái điều rất là cần thiết. Vậy nên mình đổ ra trà đi các bạn. Là không phải là mình sợ. Không phải mình sợ, mà là do á là có một cái comment á ở cái video mà chơi đấu trường thú á, cái trò tuổi thơ á, thì đó là có một cái đứa nhóm á là khi mình làm về trò Granny phần 3 đó, thì đây là chính là cái phần tiếp theo của cái nhà sản xuất DV Blogger á đã phát triển sau phần 1 và phần 2. Phần 1 á mình đã chờ những video cũ á, mà ngay từ mấy cái ngày mình thành lập kênh. Và cái chapter 2 á thì mình đã làm với bên kênh Game Martin Sửa Tura, cộng thêm một cái video mà thử thách 5 ngày sinh tồn trong nhà của ông ngoại đó. Thì bây giờ bên nhà phát triển nó ra phần 3 rồi, và bây giờ thì do á thì cho cái nhóc đó là kêu mình làm về cái trò đó, cho nên là bây giờ mình sẽ làm một cái con game đó thay vì mình làm thử thách. Không phải mình sợ nha, không phải mình sợ, mà là mình kiểu như là mình muốn làm ngay, kiểu như là bắt kịp cái độ hot của cái game này. Tại vì là cái ngày mà cái phần này ra thì hình như là khoảng ngày 8 hay ngày mấy mình cũng không nhớ nữa, trong tháng này luôn đấy. Kiểu như là bên nhà phát triển là ra được cái phần 3 này kiểu như thu hút ở những cái game thủ ở mấy nước khác chơi, cho nên là mình muốn chơi ngay luôn. Kiểu như cái hot của nó kiểu như nó không có mất đi nữa, kiểu như là ít người xem đấy. Đấy thì trong game á thì sẽ có rất là nhiều thay đổi so với phần 1 cả phần 2 đấy. Và cái phần này á thì chúng ta kiểu như là không phải là kiểu như một tên kiểu như là chúng ta phải một kiểu như không phải tên trộm, hoặc là kiểu như là một người đi vô rừng rồi xong rồi đi lạc vô một cái tòa nhà. À, nhắc cái tòa nhà thì mình muốn bật mấy giáo bạn chính là phần 3 này á, là bây giờ ông ngoại bà ngoại bây giờ phải chuyển qua nên một nhà mới nữa đấy. Từ ông ngoại, từ bà Randy á chuyển qua nên là sống trong nhà riêng của mình trong phần 1, và qua nhà ké của ông ngoại ở phần 2, và bây giờ ở phần 3 á thì cả hai vợ chồng nhà bà ngoại Granny Grandpa là chuyển qua một cái căn biệt thự rất xịn sò. Và khi á là sau khi mình đã xem vào cái video mà chơi về cái con game này á, thì mình mới nhận ra trong đầu đằng rất là nhiều phòng đấy. Ngoài ra thì do nhiều phòng cho nên kiếm như là tìm đồ nó sẽ khó khăn hơn nữa. Cái phần 2 là mình đã tập chơi ở cái làm về cái game đó trong game mà trình sửa Chura, mà lúc đó cái tên nó vẫn là Đại Vương TNT Blogger. Đây, đúng rồi, là cái tên đó cho nên kiểu như mình đã quen, cũng như là đã thoát ra được cái phá đảo được cái game đó bằng trực thăng trong cái video lần trước, cái video mình thử thách 5 ngày á đó. Còn bây giờ vào phòng 3 á, là mình phòng nhiều hơn, chịu khó nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là trong game này cũng sẽ có thêm một nhân vật nữa, một nhân vật cái để làm cho mình phải đấng tim á, đó là chị Slenderina, là cháu ngoại của Grandpa và Granny đó. Thì bạn nào muốn biết câu chuyện á thì thật ra câu chuyện này nó dài dòng, kiểu như những câu chuyện dài, câu chuyện về gia đình của Granny và Grandpa, nó kiểu như nó liên quan đến một nhân vật creepy pasta rất là nổi tiếng, đó là Slenderman đấy. Và bạn nào mà muốn làm về nhân vật Slenderina cũng như những chuyện gì liên quan đến gia đình Grandpa và Granny á, thì các bạn hãy nhớ để lại comment phía dưới phần bình luận nha. Và nhắc Slenderina thì không quên những cái video cũ mà mình đã làm, đó là chơi game Slenderina. Nhưng mà thật sự mình chơi lần một và cũng là lần cuối của mình chơi game đó, thật sự là cái khúc mà bị Slenderina hùn cái tờ mình sợ đứng tim quá. Và nhân vật này á là cũng sẽ quay trở lại trong Remy phần 3 với vai trò là Joker cho những pha hù dọa cung cấp cho những người chơi.
Đấy thì khi mà quay ra đột ngột quá thì chị Slenderina sẽ đứng đó và nhìn chúng ta. Nếu mà chúng ta mình nhìn khoảng đến 5 giây là chúng ta sẽ chết. Đấy. Cho nên á thì cho nên á tăng cái phần khó á. Đã thêm ông ngoại đã khó rồi, bây giờ thêm chị Slenderina bị khó hơn nữa. Đã bị hù rồi á, nếu mà bị hù kiểu như bị đứng yên á là kiểu như là sẽ có thời gian để cho ông ngoại bà ngoại cuốn từ khóa từ chúng ta. Đấy. Đấy là cái lý do á, là trong video này là mình sẽ chỉ làm những cái kiểu như là tìm hiểu sơ qua về cái căn nhà cho mình nắm rõ, cũng như là để chơi một cách dễ dàng hơn đối với tựa game này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game nha. Thì nếu bạn nào thấy hay á thì để lại comment dưới phía dưới phần bình luận nha. Và nhớ like video này, share video này, subscribe kênh MegaTT cùng thêm hai kênh đó nữa. Và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận thêm những thông báo mới trên kênh của mình nha. Đấy, về tập 2 của Thế Giới Công Nghệ thì bây giờ đang trong quá trình đàm, cho nên các bạn hãy chờ nha. Đấy, chắc tất cả những gì mình muốn nói cho các bạn một chút về tựa game này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game, không liên thuyên gì nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game đây. A few moments later. Ok, bây giờ mình đã bắt đầu vào trong game Randy phòng 3 rồi. Bây giờ đang bắt đầu vào trong game. Thì á, phiên bản này á, nói chung cũng rất là nhiều cái cải tiến, mình sẽ cho các bạn xem trong đó luôn. Đấy, có viên căn biệt thự luôn nè. Đấy, ở đây có thì cũng có 5 chế độ giống như ở 2 phiên bản trước thôi. Mà ngoài ra thì cũng có chị Slenderina nữa. Đấy, có chị Slenderina nữa kìa. Nhưng mà thì chắc các bạn cũng biết là ở mấy video đầu mình đã chơi Slenderina thì mình bị thù khá là nhiều, cho nên là mình khá là yếu tim. Cho nên là mình sẽ không chơi cùng có chị Slenderina, không bị hù nữa. Cái này mình cho các bạn đi xem sơ sơ qua thôi. Đấy, cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong đây nha. Okay. Đấy, chưa gì mà ông ngoại bà ngoại chưa gì đã chiếm qua một căn nhà mới xịn sò ở nữa rồi. Đại gia có hẳn một cái chiếc camera nữa. À, vậy là có cái chiếc xe. Ở sao đóng khó rồi. Chắc không có gì đâu. Có xe ông bà ngoại kìa mẹ ơi. Quậy. Rồi vậy là ông ngoại chở bà ngoại tới căn nhà này ở. Ôi, cầu bắt qua nó cũng dở lên luôn kìa. Vậy trong đó có người rồi, trong đó có chắc chắn có người luôn. Anh đừng bước vô ông ta. Ngoại, mày là đứa nào, muốn ăn đạn không? Phiên bản thứ hai á thì ông ngoại dùng cây sập đập mình. Và bây giờ qua phòng 3 là ông xách tôi cây súng ra bắn mình. Gạt. Cả đấy. Ngoại quay. Ui, trong đây nhìn giống giống nhà tù với ta. Ai phải đi tù rồi. Mà thôi, đời ai cũng chẳng phải đi tù một lần. Quá chuẩn luôn. Mà cái quan trọng là có biết thoát ra hay không. Thì ở đây á là có một cái giống như kiểu một cái cờ lê để bật khó cái này vậy. À không, tu vít chứ, nhầm. Mình nói nhầm, tu vít. Lâu bật cờ lờ. Ra. Vậy ở đây là đây giống như cái chỗ để bình bông. Ồ, có bình bông, phải để vào cái bình bông thiệt. Ở đây ký tự một cái bình nước, cái trên này có giọt nước, mình cũng không hiểu cái này là gì. Đâu phải có chứ không bánh lốc à. Vậy chắc trong đó có đồ rồi. Ui cái đầu người. Trong đó có khúc gỗ.
Có gì không ta? Thôi mà chắc nói chung cái này mình cũng không cần ngon các bạn à. Cái này mình chỉ đi tham quan đồ à. Vậy lại còn này nữa. Okay. À, bạn chờ mình xíu nha, mình có chuyện mình sẽ bấm lại, các bạn chờ mình xíu nha. Ok, mình quay lại rồi đây. Quỷ, trong đây có gì không? Không có. Quỷ, không có, không có sao? Không có à? Quỷ, con bỏ đi nhiều phòng máy các bạn à. Quỷ, đây là có TV luôn nè. Đây thì giống TV đời đầu vậy. Mà như ở phiên bản 2, phần 2 hình như nó cũng có cái TV giống vậy. Nhưng mà có điều á, nó cùi hơn so với cái này. Đây, bao xịn. Dưới đây có gì không ta? Dưới đây có gì không? Có gì không? Có gì không? Chưa có két sắt. Ở đây là nhà bếp. Quê có hộp diêm mà. Hộp diêm chắc cũng không cần. Để mình chỉ đi thăm vai sơ sơ chứ không có chơi không. Mình xem thôi. Hết bể nước à, một cái bể nước ở đây có nhiều cái dụng cụ khá là mới à. Khá là mới, bao gồm hộp diêm rồi không, nhưng mình quên cho quên có một cái gì đó gì đây. Quỷ giống thang máy quá mà đi trên thang máy luôn. Hay á, hay á. Thang máy. Bây giờ nó không có điện, bây giờ chúng ta phải làm sao mà cho nó có điện nè. Nhưng mà chắc không cần đâu, nên mình đi tham quan thôi, chúng có chơi đâu các bạn à. Mình chơi đó, mình xem sơ sơ. Sao lại không nhỉ, đi mẹ mà. Mình tiếng nhạc ghê vừa lơ. Đây có gì không? Có. Ở đây. Ở đây là có phòng ngủ à. Gì đây? Quay có cái vũ khí nè. Có một cái đèn nè. Bạn hai cũng có, thì có khi nào là ông ngoại đã chuyển cái cây đèn này qua đây không? Chẳng có gì hết. Còn cái này nữa. Ở đây có hai căn phòng mà. À không. À. Mình xem bên đây trước đi. Lại nữa. Như trong đây phải cần cái này hết à. Còn tiền á. Này. Còn một cái khúc cuối á. Con này là. Nó thông bên đây à. Không có gì hết, không có gì hết. Ở đây thì bên này là nhà tắm. Thì bây giờ không có gì xoài nước nữa. Quỳ đi tiểu cái. Trên thiên đường rồi à. Xoài nước cay. Xong. Phê phê.
tin được ở phần này như có vài cái nó chất lượng hơn hai phần trước. Nhưng như cái phần 1 ấy, phần 1 thì có bồn bồn cầu của bà ngoại, kiếm như là bà ngoại đi ị nhiều quá nên thành ra kiếm như ra máu luôn các bạn à. What the fuck? Thì nó có một quả dừa. Quả dừa. Nó có cái gì đó. Thôi, không cần. Chưa còn thích lắm. Mà giờ mình chỉ cho mình đi tham quan được cái kiểu chứ không có. Cho mình xem nhiều. Đây thì cổng á. Thế có khi nào để mở cái cổng kia không? Đây là còn cái cầu chì à. Mình không biết. Nên mình phải đi vào khu vực bên kia mới được. Hơi phiền đấy. Để xem đang ngồi thế này. Quay dẫn lên tầng mái á. Có gì hết. Ui, có một con quạ nè. Tôi lấy cho xem. Con má mày. Đồ mà chữ thề con. Đây đi. Đậm xuống cái. Đây. Có một cái nồi. Chắc để thả con có bông thì Slendrina vô á. Đây, không đi khẽ qua được các bạn ơi. Hơi phiền ấy. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài thử xem có gì không. Nói chung á là cái này mình chỉ đi tham quan thôi, kiểu qua cho mình biết là nhớ được từng phòng thôi. Chứ mình chơi á, chứ mà mình chơi mà có thêm chị Slendrina. Trời, mình hùng một cái này thôi. Là cái tiên nó bay ra khỏi cái cơ thể mình luôn á. Phải mở nữa. Này, cái nồi à? Cái gì hứa? Hơi nhiều ấy, hơi nhiều phòng ấy. Mà sợ cái tiếng nhạc trong đây mình thấy hơi ghê ghê đó các bạn, hơi ghê ghê. Hơi ghê ghê thiệt. Nếu đi ra ngoài cho xem. Ở một cột cái ao dài. Mình nghĩ là có một con gì đó nên nó ẩn dưới đây nè các bạn à. Là ở cái phần 2 là ở trong cái ô hồ mà có cái chiếc thuyền của ông bà ngoại á. Thì đó có một con bạch tuộc. Mình nhảy tụm xuống đó nên nó bị muốn lấy ăn thịt luôn. Có đây cái gì? Sỏi đá. Mà đá nó làm gì mình chắc cũng không biết không. Mình không biết đá để làm gì nữa. Quỳ. Có một khúc gỗ, có một khúc cây nè. Quỳ, cái này mình sẽ đi băng qua cái khu vực mà cứ như nó bị sạt lờ. Cứ như nó cái phần là cứ như sau cái phần má nó cứ như nó bị cứ như nó bị mòn, nó rớt xuống mình không di chuyển qua được. Thế mình đến đây mình bắt qua. 2000 years later. Đây. Để lên.
mà ông thái cổ mình sẽ đi sẽ qua đi đứng lên đi từ nó rõ ở đây không có cái bình hồi nè các bạn à, họ đứng trên cao quá. Mà nếu mà muốn lấy súng á thì phải lấy từ tay của ông Hoài mới được. Ở đây vậy ở đây một cái nhu có một sợi dây hả ta, giống một sợi dây, đúng rồi, cái sợi dây thì hình như là chắc mình để nối một cái hệ thống gì đó. Thôi mình đi tham quan vậy là đủ rồi, nó còn phá banh về ông ngoại bà ngoại bên biết được là đập chết mình nữa. Đi lên ngắm cho coi. Thôi ở đây giới hạn rồi các bạn, ở đây giới hạn rồi, bị giới hạn rồi, mình không thể đi qua cao hơn được nữa. Ok. Thêm một cái áo. Thôi để mình tự nhảy tầm xuống cái. Thôi lâu rồi mình chắc không đi tắm. Thôi đi. Đi tiếng gì vậy? What the hell? Ui 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 cái gì vậy, cái gì? Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Địt mẹ mày nó cay vậy. Con cá sấu á. Con cá sấu. Phần 1 thì là một bé nhện. Phần 2 là một con bạch tuộc. Bây giờ phần 3 là một con cá sấu. Đẹp. Hai ông bà này thì tính nuôi cái con nào nữa đây? Sao không nuôi con khủng long ngay? Đúng chứ con. Thôi ta bỏ cuộc. Không chơi nữa. Thôi. Đó, mình cho các bạn đi tham quan như đó thôi. Cái đó là kiểu như cho các bạn biết từng phòng có gì thôi. Thêm mấy cái đồ vật nữa. Trong phần này mình chỉ đi tìm hiểu chứ không có chơi. Chơi mất con bị Slendrina hùng mình sợ lắm. Ê. Đấy, đó thì đó là những gì mình muốn nói trong tựa game này về số cải tiến mới cũng như là thay đổi về nhân vật hay gì trong trò này đó. Thì nếu bạn nào á mà thấy hay á thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận cho mình và like video, share, subscribe kênh, còn thêm hai kênh nữa và ấn chuông phía bên cạnh để nhận thêm những thông báo mới từ kênh của mình nha. Và sắp tới á, thì mình sẽ quay trở lại thử thách cắm giật mình á, như mình đã hứa. Mình thề luôn mà sẽ làm chứ không có mà biện minh gì nữa hết. Thôi mình sợ nha. Ok, mình chỉ nói như đó thôi. Ok, tạm biệt các bạn nha.